Rồi, chào mọi người ha. Đây mình bán cái máy 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 guitar nè ha. Đó, cái này mà móc lên 220 nha. Đó. Dư cái mình dùng mà mình bán nha. Đó, cái này zin 110 nè. Đó. Cái mắt. Như cái máy guitar nè bán đang xài nha. Đó, hai cái bán cái. Rồi, giờ mình đây giới thiệu cái thùng trước nè. Cái thùng còn đẹp nè. Thùng Toyo nè. 420 nè, L420 ha. Đó, ngoài hình nó còn ok. Dưới nó nó có. Đó, dưới giờ để nó chạy ha. Đó. Rồi. Thùng này nè, đo cái thước cho người xem. Chiều ngang nó là khoảng 445 ha, nó chiều cao lên 15 năm ha. Bề ngang này khoảng 18 ha. Đó. Đó, đây. Đó, trông còn đẹp ha. Đó. Trông còn ok. Đây, trong chiều ngang đọt lồng nó là khoảng 42 ha, gần 42. Chiều ngang nó khoảng 10, gần 19 nha mọi người ha. Đó, 18 mấy á. Rồi. Sâu lên nó khoảng gần 9 phân rưỡi ha, 9 phân rưỡi ha. Rồi. Ok nha. Chắc nha. Nó khá nặng nha. Rồi mình đo nặng cân nè. Còn mình được con gà ok nha. Ha. Đây. Nặng gần 2 kg ha. Rồi. Bán cái thùng này nha mọi người. 300. Rồi cái này cái có cái van nè. Cái vít lực nè. Đó, mới chưa xài luôn. Đó, đây. Của Canon ha. Đó, Canon nè. Canon nè. Đó, mới chưa sử dụng ha. Đây nó có cái phiếu hàng gì nè. Hai cái đầu vít nè, ba ke với vít dẹp nha. Đó, thêm cái mũi vít nhỏ nữa. Đó, mới tin luôn nha, chưa khui luôn. Đó, Canon nè, 200 DBS ha. Đó. Con này là lực là từ maximum nó 20 nè ký ha, trên cm, nhỏ nhất của nó là 0.5 ha. Đó, dặn kiểu này ha, mũi tên nó dặn qua. Đó, đây mới tin ha. Đó, đây này chưa xài luôn nha mọi người, mắt anh da băng nè. Đó, chiều dài của nó đây, quay một tay hình đo sơ sơ ha. Rồi nào đo kỹ thì mình quay Zalo. Đây tổng chiều dài của nó là khoảng 24 ha mọi người ha. Đó, mới chưa sử dụng luôn. Đó, của nó vậy ha, kiểu nó vậy. Này có dấu gì nè của nó ha. Đầu vít vô. Đó, hai mũi vít nè, chưa xài luôn. Vít dẹp với bake ha. Bỏ vô bọc luôn ha. Rồi, catalog rồi, giấy dẫn gì nữa ha. Để còn mũi vít này nữa đây. Đó, rồi con này mình bán giá là 300 ngàn nha mọi người ha. Vít này ha, chưa xài luôn. Đó, vít lực từ 0.5 đến 20 ha. Đó. Rồi. Đây, bán một cái này là trong máy mắt. Máy mắt ha. Cái đầu này tự động nó quay nè. Cái này đầu này nó quay được nè. Đây là nó quay ha. Chống xoắn ha mọi người. Đó, dài thẳng ra ha. Rồi cái đầu này tự động mắt anh da băng ha. Đây, mắt anh da băng. Mặt da băng ha, hai đầu tự động luôn ha. Đó, đầu này chống xoắn, đầu này không ha. Đó, áp của nó, đồng hồ của nó lên tới 35 kg nha. Đó. Cái này nó gắn vô đây ha. Thì người tháo ra ha. Cái này trong cái máy mình tháo ra. Đó, cái van này thường thường nó có trên đây nữa. Mà nó mất cái này rồi. Thì hai cái đầu tự động, mình bán hai cái đầu tự động nguyên khối này luôn ha. Đây. Đó, đầu này ha. Tự động là bỏ vô nè. Nhấn vô nè. Đó.
tự động ha. Còn cái này chống xoắn luôn nè. Đó. Đó, người thấy không? Quay thẳng ra nè, quay méo ra. Đó. Tự động luôn. Đó, người quay nó thẳng ra ha. Đó, thẳng ra. Rồi. Đây đâu ha. Rồi đẩy vô này ha, tự động nè. Đó, dính luôn nha mọi người. Rồi hai đầu này cũng giao băng luôn nha. Đó, có đồng hồ luôn, áp nó 35 kg nè. Có cái van dạng dặn luôn. Đó. Rồi cái bộ này bán 200 300 nha. 300 hai cái đầu tự động. Đầu chống xoắn nha ha. Rồi cái này. Đó, có đồng hồ luôn ha. Đó, người tháo cái này ra, cái này gắn vô đây nè, nó có cái này để van chỉnh luôn ha, đồng hồ luôn. Hai đầu van da băng nha. Rồi. Rồi đây mình bán lại cái bình. Đó, giờ mình gắn đầy đủ luôn. Cái lọc nè ha. Đó, cái này là áp nó nè. Cái này là cái bộ tăng áp đó mọi người. Từ 0 đến từ 0 đến 10 kg ha, là nó gấp đôi là 20 kg nha. Đó, nó tăng lên. Bình thường của nó nè, mã của nó nè. VBA2-2001-03AG ha. Hai áp nó 20 kg nè, 10 kg là nhân lên gấp đôi ha. Đó ta. Rồi đây nè. 9,5 kg là làm 16 kg nè. Áp test của nó ha. Đó. Rồi mình sẽ cái này là cái đầu này gắn vô đây vừa luôn nha. Thì mình đánh cái van này nè. Đó nó còn hơi trong đây ha. Đó mình nén vô còn hơi nè. Thì mọi người không xài lấy cái bình này không, mình làm cái tăng áp đó nghiền, còn nó có đi theo cái bình này luôn, nó có ốc dưới nè mọi người dặn ra ha. Đó. Rồi cái này mình sẽ tháo cái van này ra ha, thôi tặng hết luôn đó. Đây. Rồi tí sẽ test cho mọi người xem, mình đo kích thước. Này nó có một bên đồng hồ nha, bên đồng hồ vô nè. Đó, bên này có đồng hồ nữa mà dàn ốc lại ha. À, chiều dài của nó là khoảng năm tám năm ha. Chiều cao cái bình lên là khoảng 9,5 phân ha, 10 phân. Đó. Rồi cái bình này bự là khoảng dài chiều dài nữa đây. Chiều dài cái bình bự khoảng 6,2 ha. Đó, cái đường kính bề ngang của nó đây. Nó ướm bướm mọi người ha. Cái này mình cũng đo clip trước rồi mọi người coi ha, đo sơ sơ rồi ha. Bề ngang của nó khoảng 22 21 ha. Đó. Này tháo ra được, răng này cũng được nha. Này zin luôn. Này nè, tháo ra gắn đây được. Đó này bây giờ hơi nè, đang chữ hơi trong đây nè. Đó, rồi thì mình để test hơi vô. Đó. Cái này mình bán 1,5 triệu nha. Đó, 1,5 triệu. Rồi đây cái con mang guitar nè. 650W 100V ha, mà anh này móc ra 2,2 rồi. Đó, 9 kg ha, áp nó 9 kg. 65 lít ha. Nhưng mà nó ra nè. Ngắt 7 kg nha, nó đề 9 kg mắt ra nè. Đó. Loại hình đây nè. Ok ha, có móp móp đây tí. Đó ha. Này nó rồi, gia đình. Đó, móc lên 2,2 hai đầu ha. Này kích thước của bề ngang của nó, bề ngang của cái đầu bơm nó khoảng 29,5 ha. Đó. Từ dưới đất lên là khoảng 28 ha. Đó. Rồi chiều ngang của nó đây. Nó chỗ này nó cấn móp chút nha mọi người ha. Đây. Chiều ngang của cái này là khoảng 35 ha. Đó. Cái này sách lên là ok ha. Đó, công trình hay gì mà sách lên được nè. Móc 2,2 ha. Đây. Mình sẽ test cho chạy ha. Móc để cắm điện 2,2 luôn nha. Đây bỏ nó tắt nè. Đó.
9 kg nữa mới gắn được. Ta luôn là 9 kg nè ha. 8,5 9 kg nó ngắt nè. Rồi mình sẽ tắt công tắc để mình test cái này cho mọi người xem ha. Cái trong này nó vẫn còn chữ hơi nè, đây nè. Cái này thường thường nè. Cái này nó vô ha, bình thường mình xài không có xài dưới bình này á, cái bình này nó chữ hơi thôi. Vô đây ra đây nè, nó tăng áp ra nè, mọi người gắn cái này là nó áp nó ra liền ha. Đó, áp ra là còn này mình chuyển xuống đây rồi, bây giờ vô là nó đây nè, tăng áp là cái bình để chạy đâu người ha. Nè mọi người coi đồng hồ nè, đó đồng hồ tăng lên ha. Đó. Đó tăng áp vô người ha. Tí là kia 8 kg ha. Đó. Đó. Đó, còn mọi người tháo bình này ra, gắn cái đường này ra nha. Đó, cái bình này nè. Cái bình này tăng áp thôi, còn cái bình này là bình giống như mình chữ hơi ha. Đây nè. Đó. Rồi, ok ha. Rồi, cảm ơn mọi người.